Thiên tình sử Gia Du Đà La và sự kiện xuất gia Thái tử Tức Đạt Đa. Thời Đức Phật Nhiên Đăng tại thế, có chàng trai kính tín Phật. Một lần trên đường đi cúng dường Đức Phật, chàng trai gặp nàng thôn nữ trên tay cầm bảy đóa sen đi cúng dường Đức Phật. Chàng trai ngỏ lời xin mùa lệ hoa để cúng dường bậc giác ngộ. Nàng thôn nữ vì cảm mến chàng trai nên đã không bán, mà chia hoa cho chàng để cùng đi cúng dường. Và nàng kết giao rằng, từ nay cho đến nhiều kiếp về sau, hai người sẽ trở thành vợ chồng. Nàng sẽ trợ duyên cho chí nguyện tu đạo giải thoát của chàng. Một lần khác, chàng trai nghe tên Đức Phật Nhiên Đăng sẽ đi qua con đường này. Chàng đã ra sức làm đường, nhưng thời gian không đủ, còn một khúc đường nhỏ vẫn bị lầy. Khi đó chàng liền nằm xuống, nguyện lấy thân lót đường cúng dường Đức Phật. Công đức cúng dường của chàng trai từ nhiều kiếp kết tụ thành tâm nguyện dũng mãnh đó, khiến hội đủ duyên lành thụ thắng. Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho chàng trai sau này tu hành thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thiên tình sử 500 kiếp tình nghĩa keo sơn, tình yêu của nàng thôn nữ và chàng trai kính tín Phật. Nàng thôn nữ ấy dâng hoa sen cúng dường, chàng trai ấy lót thân trên đám hôn lầy làm cho bước chân. Hoa sen cho chàng cùng nhau dâng cúng dường Phật Nhiên Đăng. Mỗi lương duyên tuyệt vời, mỗi lương duyên tuyệt vời, kết thành 500 kiếp ái duyên, kết thành tình đồng đạo, chờ duyên cho tâm nguyện lớn lao. Xuất gia của Thái tử. Nàng thôn nữ ấy đã kết giao duyên tình với chàng trai được Đức Phật Nhiên Đăng tỏ ký, nhưng duyên đó khiến họ gặp lại nhau trong 500 kiếp, cùng trợ duyên cho nhau tu hành. Cho đến kiếp cuối cùng trên con đường bồ đề của chàng trai, nàng cũng đã trợ duyên cho chàng trước khi thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác. Nàng thôn nữ ấy chính là công chúa Gia Du Đà La, một người vợ tuyệt vời vì đức hạnh hy sinh, đã trợ duyên cho chàng trai ấy thực hiện chí nguyện cao cả của mình, đó là Thái tử Tức Đạt Đa. Trước lời tiên đoán của tiên nhân A Tư Đà, vua cha lo sợ thái tử sẽ xuất gia nên đã ngăn cấm chàng ra khỏi thành. Từ duyên nguyện tiền kiếp, công chúa Gia Du Đà La đã thuyết phục vua cha xin cho thái tử dạo chơi bốn cổng thành, từ đó gặp được bốn vị sứ giả già bệnh chết, vị tu sĩ, chấp nối nhân duyên giác ngộ của chàng. Công chúa đã xin vua cha tịnh phạt cho thái tử dạo chơi bốn cửa thành, giác ngộ kiếp nhân sinh. Đêm thanh vắng trăng sáng ngời, công chúa người vợ tuyệt vời chờ duyên cho thái tử vượt thành.
đêm thái tử từ giả hoàng cung, dấn thân vào con đường tìm đạo giải thoát. Công chúa đã âm thầm cho người sắp xếp xe ngựa yên cương cho thái tử. Trước giờ ra đi, thái tử vào nhìn vợ con lần cuối. Công chúa nằm lẳng lặng quay mặt vào trong, giả vờ ngủ say, tạo cơ hội dễ dàng cho thái tử dũng mãnh ra đi giải trình ý nghĩa của kiếp nhân sinh, và tin tưởng chàng sẽ thành tựu được chí nguyện của mình. Thái tử tất đạt đã xuất gia, thành tựu đạo quả liệu là Phật Thích Ca. Trọn vẹn đem lại hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, đó là tình yêu cao quý, thiên tình sự tuyệt vời. Thái tử tất đạt đã, công chúa Gia Du Đà La, được Đức Phật Thích Ca độ cho xuất gia, quyết tâm tu hành và chứng đắc quả vị A-la-hán ngay trong đời.